Vâng, chào các bạn, tôi là Vân, Đặng Thanh Vân. Tôi là chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ. Tôi cũng đồng thời là sáng lập viên và chủ tịch công ty Thanh, tư vấn về chiến lược thương hiệu và quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi đã có 16 năm hoạt động ở trên thị trường, thành lập từ năm 2000. Hôm nay thì tôi rất vui mừng được chia sẻ với các bạn một cái chủ đề, đó là chiến lược thương hiệu, một cái chủ đề mà tôi đã trăn trở, đã băn khoăn và cũng đã chiến đấu với nó 17 năm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu nội dung của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau hiểu được một cái định nghĩa thật là đúng thế nào là thương hiệu. Thực sự thì chúng ta nhắc đến thương hiệu rất là nhiều, nhưng mà liệu chúng ta đã hiểu đúng về nó hay chưa? Chúng ta vẫn nói rằng có những doanh nghiệp đã nói với tôi là thậm chí ví dụ như là chủ Osnam chẳng hạn ngày xưa nói với tôi là bên anh làm thương hiệu từ lâu rồi mà anh làm xong cái đăng ký nhận diện thương hiệu, đăng ký logo từ 10 năm nay. Nhưng liệu cái đó có phải là thương hiệu hay không? Ví dụ như vậy. Hay là thứ hai nữa, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu cái việc là mối quan hệ giữa thương hiệu và các cái chiến lược ở trong doanh nghiệp nó như thế nào. Chiến lược thương hiệu liệu có phải là duy nhất hay không? Có phải là không có chiến lược thương hiệu thì chúng ta không thể tồn tại và phát triển được hay không? Tất cả những câu hỏi đó hôm nay tôi sẽ cố gắng chia sẻ với các anh chị để các anh chị nắm được một cái nhìn tổng quan nhất về mối quan hệ của chiến lược thương hiệu đối với các bộ máy chiến lược khác ở trong doanh nghiệp. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ cùng nhau đi một cái lộ trình là 10 cái bước mà trong cuốn sách 10 bước cất cánh thương hiệu tôi đã chia sẻ, là chúng ta sẽ xây dựng, mà tôi vẫn nói là xây dựng một doanh nghiệp từ khởi nghiệp đến dẫn đầu thì có thể làm như thế nào, có một cái quy trình như thế nào, và thực sự cái quy trình 10 bước cất cánh thương hiệu là một cái câu trả lời cho cái việc tôi đã trăn trở rất nhiều năm, đó là liệu doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể có khả năng xây dựng được thương hiệu hay không. Trước năm 2010 thì câu hỏi đó gần như rất khó trả lời. Chúng tôi qua quá trình tư vấn thì tôi cũng đã chứng minh được rằng là một doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ có ngày đó là chỉ có ví dụ như là 5.000 đô hay là 1.000 đô để khởi nghiệp thì họ sẽ xây dựng thương hiệu bằng cách nào, trong khi rất nhiều chuyên gia marketing thời đó nói rằng là nếu mà không có 40 tỷ thì đừng có làm truyền thông. Ví dụ như vậy. Thế thì liệu cái câu chuyện là cùng một doanh nghiệp rất nhỏ khởi nghiệp, bản thân công ty Thanh của chúng tôi cũng là một công ty khởi nghiệp, thì liệu có thể xây dựng được thương hiệu hay không? Liệu có tìm ra cách nào để tìm ra cho mình một cái chỗ đứng mà cái chỗ đứng đấy phải nằm ở trong tâm trí của khách hàng hay không? Thì tất cả những cái điều trăn trở đó nó được giải quyết thông qua quá trình mà chúng tôi đã tư vấn cho doanh nghiệp và đúc kết thành một cái bộ quy trình gọi là 10 bước cất cánh thương hiệu. Thì nó chính là 10 bước để chúng ta xây dựng một thương hiệu từ đầu đến lúc mà thương hiệu có thể trở thành một cái vị thế khác biệt và độc đáo trong tâm trí khách hàng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là trải qua nội dung từng bước một. Với phần đầu tiên thì chúng ta có thể chia sẻ đúng không ạ? Theo chúng ta thì thế nào là thương hiệu ạ? Có ai trước đó đã nghĩ là thế nào là thương hiệu chưa ạ? Thương hiệu có thể là gì ạ? Thương hiệu có thể là gì ạ? Logo phải là thương hiệu không ạ? Logo cũng là một thương hiệu. Ở trong này chúng ta nhìn thấy có bao nhiêu thương hiệu mà chúng ta biết đến ạ? Chúng ta thử đọc tên đi ạ. Một nửa là cái thương hiệu gì? Chúng ta đọc tên những thương hiệu chúng ta biết đi ạ. LG. Rất nhiều thương hiệu đúng không ạ? Có thương hiệu nào mình không biết không ạ? Vâng. Thì cái thương hiệu mà mình không biết thì mình gọi nó là cái gì ạ? Mình nhìn thấy nó không biết thì mình gọi nó là cái gì ạ? Vâng, logo. Đây là một cái logo mà tôi không biết nó là cái gì đúng không ạ? Trong tâm trí tôi có thể người nào khác biết nhưng mà tôi không biết. Hoặc có thể tôi nhìn thấy rồi tôi cảm thấy quen. Có cái logo nào mình cảm thấy quen mà mình không nhớ ra được là nó thương hiệu đấy nó làm gì không ạ? Có cái logo nào mà mình nhìn thấy quen, mình đọc được tên nó nhưng mình không biết nó bán cái gì không ạ? Cũng có đúng không ạ? Vì thế cho nên đôi khi logo chưa phải là thương hiệu. Có rất nhiều doanh nghiệp xây dựng công ty. Việc đầu tiên khi chúng ta xây dựng công ty là chúng ta đặt tên đúng không ạ? Đặt tên cho công ty của mình này, chúng ta đi thuê thiết kế logo. Xong sau đó thì chúng ta đi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Rồi chúng ta đăng ký, thậm chí là chúng ta nếu mà tốt hơn thì chúng ta sẽ đăng ký sở hữu trí tuệ. Có những doanh nghiệp tồn tại đến 10 năm trên thị trường nhưng mà không ai biết. Ví dụ bây giờ tôi hỏi là có anh chị nào biết công ty Ba An không ạ? Không biết. Trong khi họ là một trong những cái doanh nghiệp rất lớn trên thị trường về ngành cáp ngầm. Họ có 300 nhân viên, họ có 4 nhà máy, có chi nhánh ở trên 3 nước.
và chúng ta hoàn toàn có thể là đâu đó có anh chị sẽ biết, nhưng ở lớp mình là chúng ta không biết. Vì thế cho nên rõ ràng là cái tên của cái thương hiệu đấy là bằng không trong tâm trí của chúng ta, đúng không ạ? Thế thì câu chuyện ở đây là có một cái dấu hỏi đặt ra, vậy thì cái gì mới trở thành thương hiệu được? Và cái mẫu logo, cái tên đấy người ta sẽ gọi là cái gì? Đúng không ạ? Thì theo định nghĩa thì thực ra là những cái gì mà chúng ta nhớ đến, chúng ta liên tưởng được đến. Cũng giống như khách hàng chúng ta, nếu mà nói tên công ty của chúng ta mà khách hàng, à tôi biết công ty này, nhưng mà tôi, hoặc là tôi nhìn thấy cái logo này rồi, nhưng mà tôi không biết là họ làm cái gì cả. Hoặc ok, tôi có biết là họ bán quần áo thời trang, hoặc tôi có biết là họ bán điện thoại di động, nhưng tôi cũng không biết là họ bán cái loại quần áo thời trang trông nó như thế nào, có phù hợp với tôi hay không, đúng không ạ? Rồi tôi biết là cái logo này tôi đã nhìn thấy ở đâu đó, ở trong những cái sự kiện tôi nghe thấy chị chủ với chị nhắc đến rồi, anh giám đốc công ty nhắc đến rồi, nhưng mà tôi chưa bao giờ có trải nghiệm cả. Tất cả những câu chuyện đó, đâu đó chúng ta hiểu rằng là nếu như giả định chúng ta chỉ là một cái mẫu logo, đặt một cái tên, thậm chí có một cái bộ nhận diện thương hiệu rất là đẹp, thậm chí có một cái phòng học đẹp như thế này, nhưng nếu như chúng ta chưa bao giờ có bất kỳ trải nghiệm nào, chúng ta chưa bao giờ nghe thấy nó, thì nó cũng vẫn bằng không trong tâm trí của chúng ta. Và tương tự như vậy, thương hiệu của chúng ta cũng có thể bằng không trong tâm trí của vô vàn nhiều khách hàng. Và lúc đấy, đối với khách hàng, chúng ta không có thương hiệu. Tại vì không nằm ở trong tâm trí họ, họ không nhớ đến. Cho nên gọi bằng không thì cũng đúng. Cái đấy gọi là lúc có mà lúc không là như vậy. Và logo hay là cái tên được định nghĩa gọi là nhãn hiệu, trademark. Trademark tức là cái mà chúng ta đăng ký sở hữu trí tuệ. Cái đó chúng ta sở hữu. Chúng ta bỏ tiền ra thiết kế mẫu logo, chúng ta bỏ tiền ra đặt tên, chúng ta bỏ tiền ra để đăng ký sở hữu trí tuệ, chúng ta bỏ tiền ra làm nhận diện thương hiệu. Và lúc đó là chúng ta sở hữu cái mà mình sở hữu đấy, gọi là trademark. Tức là cái nhãn hiệu, mình sở hữu cái nhãn hiệu đó, mình có quyền kinh doanh trên nhãn hiệu đó. Nếu mà ai mà sử dụng nhãn hiệu đó của mình thì mình có quyền kiện, nếu mà mình đã có cái quyền sở hữu. Nhưng ngược lại, mình hoàn toàn không sở hữu cái thương hiệu đại diện cho cái logo đó. Tại vì sao ạ? Tại vì cái thương hiệu đấy nó nằm ở trong tâm trí của khách hàng. Khách hàng mới là người sở hữu cái thương hiệu của chúng ta. Cũng tương tự như là khi nhắc đến một cái thương hiệu mà chúng ta rất biết, chẳng hạn như Facebook chẳng hạn, đúng không ạ? Nói đến Facebook, có lẽ là ngày nay gần như là tất cả mọi người trên thế giới đều nhớ đến, đều biết nó. Hay là một cái thương hiệu rất là phổ biến ở Việt Nam ngày nay đang được nhắc đến rất nhiều, như là Uber hay là Grab, đúng không ạ? Thì các anh chị, có bao nhiêu anh chị ở trong lớp đã trải nghiệm cái Uber và Grab ạ? Giơ tay đi ạ. Gần hết đúng không ạ? Hầu hết. Vâng. Tức là gì ạ? Chúng ta có trải nghiệm với thương hiệu, chúng ta có biết thương hiệu, chúng ta có nhớ được logo của thương hiệu, chúng ta thậm chí là có thể yêu thích một anh lái xe nào đó. Thậm chí là tôi cũng có lần là đi có những cái trải nghiệm rất là thú vị với những anh lái xe, là mấy lần mình đi cùng anh ấy rồi, cho nên là mình rất là nhớ về, vì mình hay đi một cái cung đường giống nhau, ví dụ như vậy. Thế thì đấy, tất cả những câu chuyện đấy chính là gì ạ? Khi nhắc đến Uber, nhắc đến Grab, nhắc đến Facebook, mình liên tưởng đến rất nhiều thứ. Tất cả những cái điều liên tưởng đó của mình mới chính là thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Tất cả những cái điều nó mới là liên tưởng trong tâm trí khách hàng, chứ không phải là cái mà mình đang sở hữu. Chúng ta sở hữu những cái thứ rất là khô cứng. Chúng ta có những thứ mà chúng ta nghĩ rằng là mình đang sở hữu thương hiệu, nhưng mà mình cứ bo bo giữ trong tay mình ấy. Giả định như bây giờ mình thiết kế ra một cái logo, mình cứ tự vẽ đi, xong mình đăng ký sở hữu cái logo đấy trong một cái ngành nhất định, xong mình cứ giấu nó vào két. Thì liệu là cái thương hiệu đấy mình có bán, mình có kiếm tiền được từ cái thương hiệu đấy không ạ? Không hề. Nó không hề tạo ra tiền cho mình. Không hề tạo ra tiền cho mình nếu mình cất nó vào két. Đấy là mình sở hữu rồi nhá, đúng không ạ? Mình phải mang nó ra, giới thiệu với tất cả mọi người. Càng nhiều người biết đến nó thì mình càng có nhiều tiền. Càng nhiều người có trải nghiệm với nó thì mình càng thu được tiền. Bởi vì sao ạ? Khách hàng họ trả tiền cho mình. Cá nhân mình cũng thế. Nếu mà mình biết 10 người thì rõ ràng cái cơ hội đi kiếm việc của mình nó sẽ ít. Nhưng mà nếu mình biết 100 người, 1.000 người thì cái cơ hội để mà mình kết nối giao thương, hoặc là thậm chí người ta gọi là bán mình, thì nó cao hơn rất nhiều. Đó chính là vấn đề, đó chính là cái mâu thuẫn, và cũng là cái điểm mà nếu như chủ doanh nghiệp chúng ta không nhận thức rõ điều này
thì chúng ta sẽ có những cái chiến lược sai lầm. Chúng ta hãy nhớ là càng có nhiều người sở hữu thương hiệu của chúng ta bao nhiêu thì chúng ta càng thành công bấy nhiêu. Càng có nhiều người liên tưởng và nhớ đến thương hiệu của chúng ta nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng thành công bấy nhiêu. Và vì thế cho nên là trong cuốn sách 10 bước cách đánh thương hiệu tôi vẫn nói là hãy không ngừng cho đi. Bạn càng cho đi nhiều, càng khiến cho mọi người nhớ ra bạn nhiều, càng khiến cho mọi người trải nghiệm thương hiệu của bạn nhiều, thì lúc đó bạn càng thành công và càng có cơ hội để khách hàng nhớ đến bạn nhiều hơn. Thành công đấy là khi, nếu như ví dụ hỏi là chẳng hạn như cá nhân tôi, nếu như mà ai nói rằng là nói đến thương hiệu thì nghĩ đến ai, thì ở trên những doanh nghiệp mà đã biết đến tôi rồi, thường là họ sẽ liệt kê ra độ 1 đến 2 đến 3 cái tên là cùng, ít nhất là mình nằm trong top 3. Có thể là mình best nhất nhưng mà mình nằm trong top 3, chứ không bao giờ là bị là nằm trong top 4, 5. Thì đó đã là một điều thành công. Và miễn là thương hiệu của chúng ta, nếu chúng ta bán một cái loại hàng hóa nào đó mà khách hàng muốn mua cái loại hàng hóa nào đó mà chúng ta nằm trong top 3, thì kiểu gì chúng ta cũng có cơ hội được lựa chọn, đúng không ạ? Chỉ nếu giả định là mình không bao giờ lọt vào top trong tâm trí khách hàng thì đấy mới là vấn đề mà mình phải suy nghĩ. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy nghĩ xem là thực sự thì khách hàng của chúng ta, họ liên tưởng đến chúng ta bằng những điều gì? Họ liên tưởng đến chúng ta bằng những điều gì? Vâng, mời anh chia sẻ đi. Khách hàng của anh sẽ, theo anh thì khách hàng của anh sẽ liên tưởng đến thương hiệu của anh bằng những điều gì? Bằng những cái dịch vụ mà mình mang lại cho khách hàng. Em bán cái gì, em đứng lên. Ok, rồi. Em đứng lên em nói nhé. Dạng mà khách hàng họ liên tưởng đến chúng ta thì bằng những cái sản phẩm mà mình... Em bán cái gì? Bên mình cung cấp cái sản phẩm gì? Bên đồ gia dụng. Đồ gia dụng, vâng. Thì khi khách hàng muốn liên tưởng đến bên em thì em nghĩ rằng là họ sẽ liên tưởng đến điều gì? Đến những cái sản phẩm mà em bán cho. Cụ thể? Cộng với cái dịch vụ mà khi mà mình, dịch vụ mà mình cung cấp cho họ. Dịch vụ mình cung cấp cho họ là một dịch vụ như thế nào? Mình có thể nói cụ thể bằng một từ không? Chẳng hạn như là dịch vụ rất tốt hay dịch vụ gì gì đó. Dịch vụ rất tốt. Dịch vụ rất tốt. Có bao nhiêu công ty đã dùng cái từ dịch vụ rất tốt ạ? Rất nhiều đúng không ạ? Rất nhiều. Đấy là câu hỏi tôi sẽ dành cho các bạn để các bạn phải suy nghĩ đấy ạ. Tức là thực sự thì khi chúng ta nói về doanh nghiệp của chính chúng ta nói về thương